Hello, xin chào mọi người đã đến kênh của Tìm nha. Chúc mọi người một buổi trưa thật là vui vẻ. Mời mọi người đi theo chân Tìm để đi dạo chợ Phan Thiết nha. Đây là chợ Phan Thiết đây. Đó, dạo quanh một vòng chợ Phan Thiết. Trời mưa. Mưa quay bộ đi quay gặp mưa quanh xuống rồi. Quanh xuống đường Nam Thạch Lầu, xuống được Nam Thạch Lầu Bình Tiên Hòa, đường này đường đi Bình Tiên Hòa, thành phố Phan Thiết, chợ Phan Thiết đây, bánh cà tô, bánh chả, ngoài bánh chả này. Rồi đi qua Nam Thạnh Lầu, Thạnh tọc qua Nam Thạnh Lầu. Đi qua Nam Thạnh Lầu. Đường này đường Đinh Tiên Hoàng, Đinh Tiên Hoàng này bán xe đạp này, tiệm bán xe đạp điện, bán nguội lót, xe kali. Rồi đi học nhà Nam Thạnh Lầu. Nam Thạnh Lầu đây. Nam Thạnh Lầu. Nam Thạnh Lầu nhiều bông, nhiều vườn bông Nguyễn Đức Thành. Chú bán mấy số?
cầu Diệu Thanh hay cầu Trần Hưng Đạo ta? Long Thành Lầu. Đi tới đây nấp. Mưa rồi. Đi. Mưa rồi.